Bạn cảm nhận thế nào về cây hoa hồng Vân Khôi của Vinh Gà các bạn? Hoa nụ rất là nhiều, Vinh Gà đang phải lấy dây níu bớt lại, chả có, nó nặng hoa quá nó chịu cho các bạn. Rất là nhiều hoa nụ các bạn nhé. Các bạn thấy đã không? Chỉ 2 ngày nữa là em nó bung lụa. Nó bung lụa, Vinh Gà sẽ cho các bạn xem lại lúc cây hoa nó nở rộ như thế nào. Mùa này thì cái cây Vân Khôi này của Vinh Gà thì đây các bạn nhé, màu hoa rất đẹp và thơm. Bây nhiêu bông nở thì thơm cả một cái chòm vườn luôn các bạn. Đây chính là cái lý do mà rất nhiều người muốn sở hữu cây Vân Khôi. Thì Vinh Gà có một hai cây Vân Khôi thôi các bạn, nhưng một cây thì Vinh Gà đang chiết ra cảnh hết rồi. Đây là các bạn xem video của Vinh Gà từ trước đến giờ thì các bạn thấy là cây hoa của Vinh Gà thì có rất nhiều người nói là nó Vinh Gà bón phân rồi tưới nước như thế thì là nó không nở hoa đẹp. Thế nhưng mà form hoa của Vinh Gà rất là chuẩn và hoa cũng không kém gì là phần là sai các bạn nhé. Sa ba của Vinh Gà là rất nhiều nụ các bạn. Các bạn nhìn nụ. Đấy, mặc dù là cái cây sa ba này Vinh Gà đang chiết cành nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đang chiết tất cả đây. Nhưng mà cái cách chiết của Vinh Gà mặc dù đã ra rễ rồi nha các bạn nhé, nhưng mà cây vẫn cứ nở hoa. Đấy, nụ vẫn cứ nhiều hoa, còn màu hoa thì không phải chê được tí nào luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn màu hoa đẹp không? Nên là các bạn cứ theo cái cách bón phân tưới nước của Vinh Gà thì các bạn nhìn là một cây bạch ho của Vinh Gà kìa. Hoa kìa. Để Vinh Gà đi xuống nữa cho các bạn xem cái cây bạch ho. Hôm nay thì Vinh Gà không chia sẻ về cái vấn đề gì, chỉ là muốn cho các bạn xem một chút về mấy cây hoa của Vinh Gà đang nở hoa như thế này. Đây Vân Khôi. Nụ rất là nhiều mà trong khi nuôi nụ thế vẫn lên cái mầm các bạn nhìn. Cái mầm to lắm. Mầm như mầm gốc luôn, mầm cành nhưng mà to như mầm gốc luôn các bạn nhé. Đây cho các bạn xem. Cho các bạn xem. Đây là một cây bạch xếp, một cây bạch ho các bạn nhé. Hoa các bạn này. Hoa trắng tinh. Mọi người bảo là hoa nó không nở bung ra được, nhưng hoa của Vinh Gà thì nó vẫn nở bung đấy các bạn. Nhưng mà hôm vừa rồi Vinh Gà đem Vinh Gà phun cái nó dính lên trên hoa các bạn này. Phun cái tàn thuốc lá dính lên hoa. Đấy. Còn đây là cành chiết của Vinh Gà các bạn nhìn này. Lên vườn rất là đẹp. Thì Vinh Gà đã có những cái hướng dẫn về bón phân tưới nước cho hoa hồng, rồi các loại phân. Cách làm của Vinh Gà thì rất là đơn giản, thế nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn nhé. Thì các bạn cứ, nếu mà bạn nào mà thực sự đam mê và yêu cây hoa hồng thì các bạn có thể là xem để đây các bạn, cành chiết của Vinh Gà mà hoa to như thế này các bạn nhé. Hoa to, hoa chùm. Còn đây là hai cây hoa hồng mà Vinh Gà nói là cứu bị chết hôm vừa rồi đấy các bạn này. Đấy, cái cây mà nó bị sót phân do uống nước đấy các bạn. Thì là hôm nay lá nó đã tươi như thế này các bạn nhé. Nó không bị nữa. Còn đây là cái cành chiết, cái cành dâm mà mọi người cứ nói là dâm khoai tây không sống. Thì ở trong cái video Vinh Gà review cho các bạn là cái cành Vinh Gà dâm khoai tây sống thì là bây giờ nó đã lên mầm như thế này các bạn nhé. Đây cho các bạn xem là cái kết quả của cái dâm cành khoai tây. Thì cây khoai tây nó lên như thế này, nhưng mà cành hoa hồng của mình đây. Đây các bạn nhé, cành hoa hồng vẫn còn sống, còn tươi đây các bạn nhé. Thì là từ hôm 24 Tết đến bây giờ đấy các bạn. Đấy, cây khoai tây lên tốt thế rồi, cây hoa hồng của Vinh Gà vẫn còn tươi, vẫn thế như thế này là sống thành công rồi các bạn nhé. Ba cành thì sống hai cành, còn hỏng mất một cành các bạn. Đấy. Đây là cổ Huế này các bạn. Cổ Huế của Vinh Gà là nó hết một đợt hoa, bây giờ nó đang ra cái đợt hoa sau này của nó sẽ rất là sai này các bạn này. Mỗi một cành của nó khoảng chục cái bông mà nó lại ra như thế này thì rất là sai hoa các bạn nhé. Đấy, hoa đây. Đây là bạch xếp các bạn. Vân Khôi các bạn. Vân Khôi hoa nụ. Vinh Gà chiết cành đã ra rễ hết rồi, không biết là của các bạn chiết sau cái hôm Vinh Gà hướng dẫn đấy thì đã ra rễ chưa. Mà cây thì vẫn của Vinh Gà là chiết cành nhưng mà hoa nụ vẫn nhiều các bạn nhé.
Đấy. Còn đây các bạn nhìn là cành cây này này. Đấy, cây cây vinh gà chiết đây các bạn nhé. Vinh gà chiết là hôm nay là đã có rễ rồi này. Hôm nay là đã có rễ trắng ở đây, lên ở đây rồi các bạn nhé. À, nhưng mà cây thì vẫn cứ lên mầm. Đó là cái cách chiết của vinh gà. Thì lúc nào vinh gà sẽ ngày mai vinh gà ở nhà vinh gà sẽ review cho quý vị các bạn. Vì hôm nay là vinh gà đi làm. Bây giờ vừa về đến đây thì vinh gà muốn cho các bạn xem một chút. Bây giờ vinh gà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của vinh gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công.